Làm phát biểu. Trước tiên nói những lời tiếp theo thì mình cũng muốn anh Thành có câu lời phát biểu với mình. Nhỏ tay mồi. Chào tất cả anh em trong một tuyển thiện của chương trình. Hôm nay rất là vui để mình được phát biểu trước sự có mặt của sư thầy. Đại đức giáo viên cô trái từ Bình Phước đây tham dự với anh em. Mời xin anh em cho chàng một tay. Xin chào. Đã vui quá, không biết là gì cả. Tức là hy vọng là của mình sẽ phát triển thêm được mạnh hơn nữa. Hôm nay là 2 tuổi và đi suốt một quãng đường 2 năm đến ngày hôm nay có còn duy nhất nhất là một đồng chí cùng với mình gây dựng là Una. Mời Una lên. Không. Sau mà một cái thời gian dài á, thì cái chuyến đầu tiên của mình đi cách đây 2 năm vào cái tháng 6 và cái chuyến thứ 2 thì khi đó thì mình đi vòng vòng trên mạng mà thấy coi lưng của bên Sài Gòn lắm mà thấy hay à, cái chuyến đi thì cộng lá lên nó giông bão à, lúc đó mình cũng đang bị tai nạn thì nằm dưới đường luôn. Người ta chụp là không bao giờ người ta chụp flash phải không? Là bị ngược sáng mới bị chụp flash. Đó là chỉ đèn đầu tiên ngược sáng. Thì đã ngược sáng như tôi. Và cái ngày bữa đó cũng là cái ngày sinh nhật của mình luôn. Cho nên mình đã gắn bó ở đây được hai năm. Đây. Đơn giản rồi. Thì hôm nay ngoài những cựu thành viên của Hội Từ Thiện Vì Các Thiên Miền thì chúng ta là vinh dự đón tiếp là Đại Đức Thích Cụ Trăng ở từ tận Bình Phước cách xa những 230 km để đi về dự với chúng ta. Thì xin mời Đại Đức đứng dậy để ra mắt anh em và có đôi lời phát biểu với chúng con. Xin kính chào toàn thể quý anh chị em trong Hội Từ Thiện Vì Các Thiên Miền. Bản thân Hồ Chánh rất hân hạnh và vui được về tham dự kỷ niệm 2 năm thành lập Hội Từ Thiện Vì Các Thiên Miền. Và Hồ Chánh cũng đã được 2 lần tham gia với Hội Từ Thiện Vì Các Thiên Miền, một lần ở mái ấm làng tre và một lần ở Bình Phước. Và Hồ Chánh cảm thấy anh em làm việc toàn bộ là bằng cái tấm lòng. Điều đó là một điều mà Hồ Chánh rất vui. Và Hồ Chánh xin chia sẻ với anh em một số điều một số điều như sau. Thứ nhất là Hồ Chánh xin tán thán cái công đức, sự nhiệt tình của toàn thể anh em. Và cái thứ hai là anh em đã làm được rất nhiều thành công. Và vấn đề thứ ba là mấy anh em nên có một cái quan niệm, một cái suy nghĩ trong lòng là chúng ta đi làm từ thiện là chúng ta làm cho chính mình, không phải làm cho người khác. Luôn luôn mấy anh em có được một cái quan niệm là mình làm từ thiện là làm cho chính mình. Thì chúng ta sẽ thấy rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ khi mà chúng ta đi làm, dù là có những cái rất là khó khăn, vất vả, nhưng mà chúng ta sẽ rất là vui. Còn nếu như chúng ta nghĩ rằng đi làm từ thiện là đi làm cho người khác thì chúng ta sẽ cảm thấy là rất là mệt mỏi và rất là căng thẳng, đúng không ạ? Nhưng nếu mà mình xác nhận được một điều rằng là làm từ thiện là làm cho chính mình thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ. Và một lần nữa không biết nói gì hơn, chúc Hội Từ Thiện chúng ta phát triển thật là tốt và thật là bền vững, và chúc toàn thể anh chị em trong hội thật nhiều sức khỏe.
đại đức Hộ Trắng thì còn có sư cô vị trí nữa, nhưng mà vì một lý do là sư cô phải đi hóa duyên vào sáng sớm nên không đến kịp với chúng ta, thì một chút xíu nữa sư cô sẽ đến, chúng ta sẽ giới thiệu với sư cô sau. Bây giờ là tiếp theo thì mình cũng xin giới thiệu thành phần trong cựu thành viên và cũng hiện tại là thành phần trong ban tổ chức, là gồm có bạn Minh Phúc, nickname là Minh Phúc 775, bạn đó đang đứng quay phim. Thì ra mắt các bạn để vỗ tay thật tràng nha. Với phần đang quay phim. Người thứ hai nữa là bạn Bình. Bạn Bình là nick trên forum là NTBKHBL. Còn người thứ ba nữa là bạn Song. Bạn tên là Sơn. Thì nick trên forum của bạn là Song. Sơn Hồng. Nào và bác Cung Khu Ngọc Thành thì mình đã giới thiệu rồi ha. Thì chúng ta không thể nào bỏ qua một nhân vật nữ đặc biệt xinh xắn, chân dài, rất là candy, rất là đảm đang. Tuy là bạn đã có gia đình nhưng mà chuyến nào bạn cũng rất là nhiều lần, nhiệt tình hơn tất cả mọi người. Cao với các bạn phải cúi nhìn. Đó là bạn candy. Mục đích chính của chúng ta hôm nay tổ chức lễ kỷ niệm là chặt tăng tình đoàn kết các bạn lại với nhau. Thì hy vọng rằng là sau chuyến đi dự lễ kỷ niệm như thế này thì chúng ta sẽ càng yêu thương, gắn bó với nhau hơn nữa. Nhớ là phải yêu nhiều và thương nhiều nha. Có già hả người lại ơi? Con người lại lên xin rồi. Hiện tại là cái ý nguyện duy nhất của hội chúng ta là tất cả những cái chuyến từ thiện của chúng ta vừa qua là không thể nói về riêng ai cả. Chúng ta chỉ nói đến tập thể thôi. Nếu như mà không có tất cả các bạn ở nơi đây và không có những mạnh thường quân không đến dự đường đóng góp thì những chuyến của chúng ta đã không có được thành công tốt đẹp và không có sự đóng góp nhiều cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì tất cả những đóng góp của chúng ta đó là một điều rất là vinh hạnh đã làm nên hội từ thiện cho công việc này. Thì chúng ta cho một tràng pháo tay để hưởng ứng tinh thần và cổ vũ những gì tất cả đóng góp của mọi người ở đây và không có mặt ở đây. Thì mọi hy vọng rằng là ngoài những anh em nơi đây thì chúng ta có thể là góp một sức nào đó để làm nên một đội ngũ nòng cốt bây giờ và hiện tại và sau này thì hội vẫn còn mong muốn những bạn đóng góp để chúng ta có một đội ngũ nòng cốt nên những cái bước vững mạnh sau này đi hơn nữa. À, nếu như mình cũng mong muốn là các bạn có những cái ý kiến riêng của mình phát biểu. Bạn nào có ý kiến riêng phát biểu về hội, thí dụ là các bạn có ý kiến là mình muốn đóng góp về cái hoạt động của hội, các bạn chưa được ở điểm nào và như thế nào, mọi người tất cả ở đây đều lắng nghe. Trong chúng ta đây có bạn nào có ý kiến không ạ? Xin chào tất cả các anh chị em trong những cái team Việt. Xin tự giới thiệu, em tên là Quang Vinh, nhưng đến trên diễn đàn là Mastery 93. Em tham gia hội những cái team Việt thì khoảng 4 tháng. Chuyến đầu tiên em đi là chuyến 18. Thì cảm nhận của em về hội của mình là làm việc rất là có tổ chức và đoàn kết. Nhưng mà sau đó thì những cái cảm nhận của những thành viên trong hội mình, em cũng gom lại tất cả những ý kiến đó, em xin nói lên là hội mình làm việc có tổ chức nhưng còn cần nhiều những bạn có năng lực và hoạt động tích cực để giúp đỡ những ban tổ chức, tại ban tổ chức đây còn rất là hạn hẹp nên xin các anh chị giúp đỡ cho những ban tổ chức để làm việc tốt hơn. Xin nha. Những có bạn nào có ý kiến nữa không? Đi du nhanh lên các vị ý kiến. Mấy mặt mày có mặt rồi. Kính chào các bạn, mình là thành viên mới. Mình cũng
tham gia được 2 lần rồi thì ra thì hồi nãy đến giờ mình cũng có điều biểu nhưng mà mình hơi rụt rè, với lại là mình cảm thấy thành viên mới mình có nên nói lên những cái phát biểu trong lòng mình hay không. Mình cứ sợ mấy người cũ nó nói sao mày mới vô sao mình nhiều chuyện quá vậy. Hôm qua cái chuyến đi đầu tiên á ở làng Tre đó thì có một cái muốn góp ý với hội như thế này là mình cảm thấy là các bạn á thì gọi là những cái mang cái lòng nhiệt huyết của mình chảy của mình đó, cái đó là một cái điều rất là hay, nhưng mà hội cần có một cái còn phải chỉnh sửa lại một tí xíu, còn phải là vì á có nghĩa là mình thấy cái chỗ tổ chức của hội thiên công nó vẫn chưa có được rõ ràng. Tại vì lần trước mình đi á thì mình thấy là như là có rất là nhiều bạn lãnh đạo là đi sẽ đi đến cái chỗ cái phòng nào rồi phòng nào là sẽ tham ai, nhưng mà các bạn không phân rõ ràng, cho nên có những bạn thành viên mới đi vô thì họ sẽ không biết đi theo ai hết á. Có khi á họ thì thấy bình đó thì đi theo bình, không thôi thì đi theo cái nấu cũng không biết đi theo ai. Mà những người mới vô đó thì người ta rất là muốn làm sao để góp một cái sức gì cho mọi, nhưng mà khi những người mới đi vô thì có một cái phòng đó nó nhỏ quá, nhưng mà cái số lượng người hạn chế đi vô đó thì nó không đi vô hết được. Cho nên những bạn mới á, bạn không biết làm gì hết, bạn cứ đứng ở ngoài không mà. Và khi bạn đứng ở ngoài không, bạn sẽ cảm thấy là hình như là cái chuyến đi của mình nó vô ích, mình đứng ở ngoài mình không làm được gì hết, bạn ấy sẽ có cái tâm lý như vậy. Cho nên là mình cảm thấy cái chỗ này thì là mình phải sửa đổi lại, tại vì mình là mang cái tâm lý là mình sẽ tham gia với hội đến sau này luôn, cho nên mình cảm thấy là cái chỗ này thì hội là mình nên sửa chữa lại. Mình cũng hy vọng là chúc cho là hội và mỗi một người đều có một cái nơi nào đó để mình có thể là gặp thêm được nhiều người bạn trẻ, để là cái duyên với duyên nó gắn kết với nhau thì cái hội nó sẽ càng rộng lớn hơn. Nó không chỉ là nằm ở miền Nam thôi mà nó tất cả các toàn nước đều, hoặc là nuôi cả những cái tỉnh, có nghĩa là sau này tất cả các tỉnh đều có cái hội mà làm là cái điểm đến rồi đó. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình rất là cảm ơn góp ý chân thành và nhiệt tình của bạn Du. Thì sau những lời góp ý của bạn thì ban tổ chức chúng ta sẽ cố nắm bắt về là cải tiến lại quá trình hoạt động của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hiện tại hội thực hiện những cái tiếng Việt của chúng ta có hai nơi bạn Du, Nam và Bắc, chúng ta rất là rộng. Thì bây giờ chỉ thiếu Trung nữa thôi. Hy vọng sau này sẽ có một người nào đó đứng ra ở miền Trung. Thì chúng ta càng nhiều nơi thì càng giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh, đó là điều đáng mừng. Hôm nay thì mình xin một lần nữa cảm ơn tất cả những bạn đã có mặt ở nơi đây. Các bạn đã dành thời gian quý báu và ngày chủ nhật của em để đến đây kỷ niệm 2 năm thành lập của Hội Những Cái Tiếng Việt. Chúng ta tự dành cho nhau một tràng pháo tay thật là lớn nha. Ngày hôm nay ta cùng họp hẳn nơi đây.